Thưa quý vị và các bạn, vượt qua khó khăn do hạn mặn, hiện nay bà con nông dân sản xuất cây giống rất phấn khởi khi cây giống các loại, nhất là sầu riêng và mít hút hàng, giá tăng lên hơn 20% so với cùng kỳ. Chị Trương Thị Minh Hiếu ở ấp Lân Tây, xã Phú Sơn cho biết, mỗi năm cơ sở của chị sản xuất khoảng 30.000 cây sầu riêng các loại, nhưng nhiều nhất là giống sầu riêng Ri Sáu và Mông Thông. Mặc dù gặp bất lợi về thời tiết từ những tháng đầu năm do hạn mặn xâm nhập sâu và kéo dài, nhưng nhờ chủ động trữ nước ngọt, đủ tưới nên số cây giống phát triển tốt. Bước vào mùa mưa, khách hàng đến đặt mua rất nhiều. Đến thời điểm này, số cây giống sầu riêng Ri Sáu gần như đã bán hết, còn lại là các giống sầu riêng Mông Thông và Lách Thon. Hiện nay, cây giống sầu riêng có giá từ 100.000 đến 120.000 đồng một gốc, tùy theo kích thước lớn nhỏ của gốc sầu riêng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Bây giờ là đang hụt hàng á. Bây giờ giống như số lượng cây là cây hàng tầm mới vô bịch, mới một cơi non á thì có, chứ cái hàng mà tầm một cơi lên hai cơi lên ba cơi thì hụt hết rồi. Giống như không có dám bứng về thêm nhiều. Sợ nước mặn á, thì nó ấy, không dám bứng về thêm nhiều. Ngoài cây sầu riêng, năm nay cây mít giống cũng được tiêu thụ rất mạnh, nhiều cơ sở đã không còn cây để bán. Ông Đoàn Văn Trị, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Lân Bắc, xã Phú Sơn cho biết, từ trước Tết đến nay giá cây mít giống luôn ổn định và tăng cao hơn 20% so với năm trước do giá trái thực phẩm tăng cao, đồng thời nhiều vườn mít bị chết do ảnh hưởng mặn nên bà con nông dân trồng lại. Thì mùa vụ năm nay thì từ hồi mà Tết âm lịch tới giờ là cả trước Tết luôn. Nhưng mà suốt thời gian qua Tết âm lịch tới nay thì cây mít nói chung gấp các mặt hàng cây giống thì nó chạy, nhưng mà sốt nhất là cây mít cây sầu riêng. Thì bà con mình nói hôm dịch hôm cuối 16 thì cũng thua lỗ, nhưng mà năm nay thì có thể có người lấy lại đủ vốn và có lãi, thì còn những người làm ít thì cũng lấy hoàn lại phần nửa vốn. Xã Phú Sơn là một trong những địa phương sản xuất cây giống nhiều nhất huyện Chợ Lách. Hàng năm các nông hộ và cơ sở sản xuất tiêu thụ trên 2 triệu sản phẩm, trong đó ấp Lân Tây và Lân Nam chuyên sản xuất xoài, ấp Lân Bắc sản xuất mít các loại và ấp Lân Đông sản xuất sầu riêng. Với tình hình cây được tiêu thụ mạnh, giá tăng cao, bà con nông dân làm cây giống rất phấn khởi. Phải nói rằng từ đầu năm đến nay thì cái tình hình cây giống ở xã Phú Sơn có hướng khởi sắc hơn so với cùng kỳ. Thì về cái giá cả thì nói chung thì hiện nay thì cây giống về cái giá thì bà con cũng đang rất là phấn khởi, bởi lẽ hiện nay là cây giống, đặc biệt là cây mít và cây sầu riêng, là cái giá hai cái mặt hàng này thì nó nổi trội hơn so với các loại cây giống khác. Thì bà con hiện nay thì đang tập trung sản xuất để có hiệu quả để đạt theo cái kinh tế của gia đình. Qua các chương trình tập huấn sản xuất cây giống với các tiêu chuẩn quốc gia theo đề án xây dựng và phát triển Chợ Lách trở thành trung tâm cây giống cấp quốc gia, thời gian qua, bà con luôn quan tâm đến chất lượng cây giống, nhất là sử dụng gốc ghép đạt tiêu chuẩn và mắc ghép từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cái năm nay, cái cây giống thì bà con thì làm thì cũng vậy thôi, vì giờ bà con mình đảm bảo đảm giống đúng giống chất lượng, dù in cái mít nào, giống nào ra giống lấy, bởi vì người ta hợp đồng tới nhà người ta mua luôn. Do đó mình phải làm đúng, chứ mà ví dụ gì vì cây mít Indo này chỉ có 16 tháng, 15 tháng là nó có trái lấy trái thu hoạch rồi. Mà nếu mình làm không đúng thì người ta là hợp đồng xuống tới nhà mình luôn rồi. Đó là với hai nữa, cái uy tín địa phương này, nói chung là cái nào là cái đấy, chứ không có chạy theo thị trường mà dầu giá, nhưng mà đúng giá vẫn đảm bảo chất lượng đúng giống. Xã Long Thới với 362 hecta diện tích sản xuất cây giống chiếm 20,5% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã. Bên cạnh khó khăn trong sản xuất, năm nay tình hình cung ứng cây giống có nhiều thuận lợi. Ngay từ đầu vụ, nhất là từ giữa tháng 5 năm 2024 đến nay, lượng khách hàng từ nhiều nơi đến đặt hàng nên số lượng cây giống tiêu thụ tăng rất mạnh, nhất là giống cây sầu riêng Ri Sáu, sầu riêng Mông Thông, mít sụp đỏ. Anh Đặng Văn Mi, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống Hoa Kiện Nam Mi ở xã Long Thới cho biết, ngay từ đầu vụ, khách hàng trong và ngoài tỉnh đến đặt hàng rất nhiều, chủ yếu là cây sầu riêng và cây mít sụp đỏ. Đến thời điểm này, cây mít sụp đỏ gần như cháy hàng. Dù cây giống năm nay, cơ sở của anh Nam Mi sản xuất khoảng 100.000 sản phẩm các loại và khả năng tiêu thụ khoảng 50.000 cây. Nói chung là cái tình hình cây giống năm nay là nói chung là cái nhu cầu của thị trường nó cũng rất là cao. Nhưng mà những cái loại chủ lực thôi, chẳng hạn như là cây sầu riêng, cây mít, nó cây ổi thì năm nay là nói chung cái nhu cầu rất là cao. Mà năm nay nói chung là mặc dù sản xuất thì khó khăn, nhưng mà được có cái là cái thuận lợi là cái giá cả thị trường là mình bán cái giá nó cao hơn so với năm rồi. Anh Đặng Hồng Sơn, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống Sáu Quanh cho biết, năm nay cơ sở anh sản xuất khoảng 60.000 cây,
Tuy nhiên do ảnh hưởng mặn và nắng nóng gay gắt nên cây giống, nhất là cây sầu riêng cháy lá khoảng 20%. Số sầu riêng cháy lá nhiều phải làm gốc ghép lại từ đầu, riêng số cây cháy lá ít anh chăm sóc lại để kịp bán trong vụ này. Thị trường cây giống chở lách mình đang nói chung là đang sôi nổi với những cây có giá trị kinh tế cao như là sầu riêng và mít, ổi này các thứ, thì thị trường năm nay là có thể là chạy sẽ quanh năm là cây với vấn đề cây sầu riêng và cây mít. Thì cây sầu riêng bây giờ là hiện tượng cái phôi để ghép là đã hết hàng rồi, cũng như ít số lượng so với mấy năm trước, thì em nghĩ đó là sẽ nó rất là ổn định trong thời gian tới. Theo nhận định của những nông hộ chuyên sản xuất cây giống, tình hình sản xuất và tiêu thụ cây giống từ nay đến cuối vụ sẽ tiếp tục ổn định, và điều này giúp cho bà con nông dân an tâm khi đầu tư cho sản xuất và kinh doanh cây giống.